sau một cái quãng thời gian mình đã trải qua một cái giai đoạn với cương vị là cầu thủ, mình trở thành đội tuyển quốc gia, rồi mình thi đấu rất là nhiều nước, thì rõ ràng đối với Bình thì Bình có cái duyên, cái nợ, và có thể nói là đó là một cái cội nguồn của Bình đối với Đồng Tháp. Tại vì thực sự Đồng Tháp là quê hương, là cái nơi mình sinh ra và lớn lên, và thậm chí cũng đã là cái bước đệm để Bình trở thành một tuyển thủ. Cho nên Bình lựa chọn cái công việc ở Đồng Tháp. Cho đến hiện tại bây giờ, Bình cảm thấy đó là một cái lựa chọn rất là đúng. Tại vì Bình cảm nhận được Đồng Tháp đã cho mình rất là nhiều điều. Thì Bình muốn làm một cái điều gì đó cho bóng đá trẻ Đồng Tháp. Ai cũng có thể truyền đạt được, thậm chí có một số người ta cũng sẽ học, có bằng cấp được. Nhưng cái vấn đề cái truyền đạt và nó đi đôi với cái cảm hứng và cái động lực. Mình muốn truyền một cái sự tích cực, mình muốn truyền một cái động lực cho những thế hệ sau này, để cho các em có một cái niềm tin và cho các em phải xác định được cái niềm đam mê của các em khi các em đã chọn cái công việc đó là bóng đá. Nó không chỉ đơn giản là một cái hình ảnh một cầu thủ giỏi. Chúng ta có những cái kinh nghiệm thi đấu trước đây, chúng ta không thể nào chủ quan với những cái mình có đó được, để chúng ta áp dụng qua một cái công tác của một người huấn luyện. Một người huấn luyện thì rõ ràng là chúng ta phải thông qua những cái khóa học, chúng ta phải có những cái kiến thức, thậm chí chúng ta phải tự thay đổi mình theo cái thời thế, theo cái xu thế của bóng đá. Bởi vì mình thấy chỉ có tự mình nâng cấp chính mình, tự của mình thay đổi những cái phương pháp mới hơn, nó hiện đại hơn, thì chúng ta mới nâng trình được các em, và chúng ta tự nâng trình được chính mình. Ném luôn đúng rồi Trường. Chung 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 chung. Chị ơi, thoát cái line lên phải chở nó chứ đâu đứng dưới. Ở cái giai đoạn này thì Bình muốn cái chất của bóng đá Đồng Tháp nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ một lối chơi đẹp mắt, lối chơi đá nhỏ, ban bật, kiểm soát. Đó là cái lối chơi Bình muốn xây dựng. Và nó sẽ tùy theo cái thời điểm, Ví dụ như ở môi trường bóng đá V-League thì cái cầu thủ nó phải khác, vì nó có những cầu thủ ngoại. Nhưng rõ ràng là ở hạng nhất và ở hạng nhì thì mình muốn xây dựng một cái chất của bóng đá Đồng Tháp, những cái con người Đồng Tháp họ sẽ có một cái lối chơi hiểu ý nhau hơn, gần nhau hơn, ban bật hơn, và nó có nhiều cái tiếng vang, nhiều cái tiếng ồ hơn. Thank you.
thôi mẹ con mới về. Dạ. Chưa, mới tập sớm nữa mới về. Sớm gì sớm. Ủa ba đâu mẹ? Vậy hả? Quá bữa nay mấy cái mai ba vô chậu chưa ba? Xong hết rồi hả? Vô mấy nãy hả? Đúng rồi. À, đúng rồi, giờ một mớ ra. Bây giờ tôi qua Tết là phải cắt tỉa, sửa, cắt nhánh, tỉa cành đồ này nọ lại đang bắt đầu là nó... Mấy cái này... Thôi năm sau là... Mấy cái... Nó phát lên lại. Mấy cái đất này ba bồi thêm nữa là im. Đúng rồi. Im. Cái bao này ba ủ thêm mấy này nữa. Mới tưới thì mấy cái gốc kia ha. Thôi vô nhà đi, vô nhà. Rồi. Đấy. Bữa nay sớm, bữa nay tập sớm, mới tranh thủ gọc về. Dạ. Thủ sớm về sớm. Bình á mà nó quyết định nó về Đồng Tháp á, một á là chú với bà rất vui. Tại sao biết không? Là gì? Nó về là quê hương xứ sở là một. Cái thứ hai nữa là từ cái Đồng Tháp mới đào tạo nó nên người đó mới thành đạt tới ngày nay. Cái điều đó là một. Cái thứ hai nữa là nó về Đồng Tháp được gần cha gần mẹ, điều đó mới là quý, mới là hạnh phúc cho gia đình. Khi Bình chọn cái công việc Bình làm huấn luyện ở Đồng Tháp, mình chọn cái công việc mà nó gần gũi với cha với mẹ, và mình cũng rất là may mắn khi công việc làm đó Bình gặp và Bình quen được một người vợ, hiện tại là vợ của Bình, thì Bình cảm nhận được có một cái sự chia sẻ, một cái sự đồng cảm cho cái nghề của Bình, cho cái công việc của Bình, và một Bình tìm được một cái người phụ nữ mà có thể dung hòa, có thể là giữ được cái mái ấm cho gia đình, cho chính cuộc sống hôn nhân, và thậm chí cho việc chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cha mẹ. Thì mình nghĩ mình cũng rất may mắn mình đã tìm được một người vợ có những cái đức tính tốt đó. Tại vì nó thời gian nó cũng ở một mình, thấy nó cũng cô đơn lắm. Khi nó có vợ rồi cũng như là có một team cộng thêm một người nữa, nhiều khi chăm nom với nhau, đi làm chung cũng thấy vui nữa. Chiều về nhà không còn lông nhông đâu nữa, có đôi có bạn rồi nó vui, đều vui hết, cô cũng đều mừng nữa. Bữa nào có ấy gì đó mẹ em. Mẹ nói là vợ con mua đem về đi. Chứ lúc trước thằng Bình nó đi hoài, có mình ba mình mẹ ở nhà ăn cơm không đó là sao? Có thêm đứa con gái nữa. Có thêm đứa con dâu nữa ha. Con gái nữa là con dâu. Biết gần đây bởi vì con tới lui. Tới lui được. Vui. Nó đúng rồi, không có thì chú thế mà ăn thì nó không được ngon, không được vui. Một cái thứ hai nữa, bây giờ
có nó giờ nó có đôi có bạn rồi, có vợ chồng rồi, thường á là chú như thế men, ở nhà có hơi trễ cũng vẫn chờ chờ hai đứa con về ăn cơm. Cái đó là một điều hạnh phúc trong gia đình dữ dằn. Sau cưới rồi thì cái cuộc sống của Bình với vợ và ở chung với ba mẹ, Bình cảm nhận được điều là có nhiều niềm vui hơn. Thọ cũng đã rất là chu đáo, chu toàn và đảm đang trong cái công việc nhà, việc cửa cũng như là việc chăm sóc cha mẹ. Và Bình nhìn nhận được cái điều đó và nó sẽ gắn kết được gia đình. Và cái điều đó cũng sẽ khiến cho ba mẹ Bình vui hơn. Thì nhà mà khi chúng ta rộn vang tiếng cười thì rõ ràng là hạnh phúc nó sẽ tới. Cái thời điểm hiện tại thì mình sẽ luôn có một cái cách ứng xử, và một cái cách ứng xử quan trọng nhất là mình phải nhường nhịn và mình phải tôn trọng. Cũng rất là may là Thọ cũng sẽ hiểu được cái công việc của Bình, không bỏ qua những cái chuyện quá khứ để cùng nhau hướng tới một cái sự ổn định hơn, hướng đến một cái gia đình hạnh phúc hơn. Và mình cảm nhận những cái may đó nó đều đến với Bình cùng lúc. Nói đúng là bây giờ Bình nó về đây làm thì có khó khăn lắm, chữ dằn lắm. Tại vì cái nguồn tiền thì Đồng Tháp nó không có đầy đủ như tất cả mấy tỉnh khác. Nhưng bây giờ quan trọng bác Di Phiên nó giờ con phải gắng kiên trì, ý chí con kệ thời gian. Nói vậy chứ cũng phải có lúc gì lúc khác chứ, lẽ hoài nó vậy sao. Bóng đá Đồng Tháp cái yếu tố mà yếu tố địa phương nó lớn lắm. Nhưng khi mà bóng đá Đồng Tháp bắt đầu bị sa sút thì là người hâm mộ họ không đến sân. Cái việc không đến sân này nó bị ảnh hưởng bởi một là cái thành tích, với thứ hai là cái màu cờ sắc áo nó bị đánh mất.
ta phải xác định là Đồng Tháp phải làm bóng đá. Bởi nếu chúng ta không làm bóng đá là chúng ta có lỗi với người dân Đồng Tháp. Cái thứ hai, để có thể củng cố và phát triển bóng đá Đồng Tháp trong cái cơ chế bóng đá chuyên nghiệp hiện nay, thì chúng ta phải có sự kết hợp nhiều nguồn lực. Trong đó phải kết hợp được nguồn lực của xã hội, tức là của doanh nghiệp, của câu lạc bộ, với nguồn lực của nhà nước. Và đặc biệt là cái vai trò định hướng của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp. Nếu như trước đây thì Đồng Tháp có cái mô hình gọi là xuyên suốt từ đội tuyển đỉnh cao đến các cái U, quản lý theo cái hệ thống xuyên suốt, tuyến nhỏ kế thừa cho tuyến lớn hơn. Tuy nhiên khi mà chuyển sang cái giai đoạn gọi là bóng đá chuyên nghiệp thì Đồng Tháp gặp hai cái khó. Cái khó thứ nhất là vấn đề xã hội hóa, làm cái địa phương thuần nông. Cái thứ hai là đầu tư của các doanh nghiệp nó không nhiều. Cái nốt trầm ở cái thời điểm hiện tại, mình nghĩ đó chỉ là một cái khoảng thời gian, và cái đơn vị ở địa phương nào nó cũng sẽ trải qua. Nhưng mà cái niềm tin mình nghĩ là nó sẽ vực dậy, bởi vì thực sự bóng đá Đồng Tháp nó là một cái nôi bóng đá rất là lớn trong khu vực phía Nam, rồi có thể nói là khu vực miền Tây, thể hiện qua nhiều thế hệ trước đây, những thế hệ đàn anh của mình, những thế hệ lớn hơn, thế hệ cha chú chúng ta, là tạo nên một cái tiếng vang rất là tốt cho bóng đá Đồng Tháp. Rất là nhiều những cầu thủ trước đây họ đã làm được một cái hình ảnh đó, thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng đó, và mình có một cái niềm tin chúng ta sẽ lấy lại được. Và cái niềm tin đó mình sẽ cố gắng mình vun vén theo từng mùa giải, theo từng trận đấu. Chỉ có cố gắng thì chúng ta mới kéo được cái lòng tin của người hâm mộ, của khán giả đến sân. Đúng như cái khí chất của bóng đá Đồng Tháp nó luôn hừng hực, nó nóng rực lửa như thế hệ đàn anh trước đây đã gây dựng. Rõ ràng là khi bóng đá Đồng Tháp trước đây, các thế hệ đàn anh, các thế hệ cha chú đã luôn có một cái bản sắc là bóng đá Đồng Tháp nó phải luôn rực lửa, nó luôn là một bóng đá đẹp. Đẹp ở chỗ là luôn các anh các chú luôn có một cái nhiệt và cái chất của bóng đá Đồng Tháp, và nó sẽ xây dựng tuần theo thời điểm. Ở cái giai đoạn này thì mình muốn cái chất của bóng đá Đồng Tháp nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ một lối chơi đẹp mắt, lối chơi đá nhỏ, ban bật, kiểm soát. Đó là cái lối chơi mình muốn xây dựng. Và nó sẽ tùy theo thời điểm. Có một cái mà tôi rất mong muốn là những người làm bóng đá Đồng Tháp hiện nay nên chú ý tới, đó là xây dựng một cái lối chơi bản sắc cho bóng đá Đồng Tháp. Đồng Tháp không chơi cái kiểu mà đá bóng thể lực, không chơi kiểu cái bóng dài, mà một cái lối chơi của Đồng Tháp là gì? Nhanh, nhỏ, dũng mãnh. Cái thiếu đấy là kinh nghiệm. Cái thiếu đấy là được cọ sát nhiều ở mặt trận bóng đá chuyên nghiệp. Tôi hơi tiếc cho Bình, tức là có một cái quãng thời gian dài Bình có những cái điều kiện đó, nhưng mà Bình lại thích bóng đá cộng đồng, Bình lại thích những cái lò đào tạo hơn. Do đó anh ấy thiếu cái điều kiện mà tiếp xúc và cọ sát ở bóng đá chuyên nghiệp. Bây giờ bắt đầu từ một cái đội hạng nhì, bắt đầu mon men lên, thì thực sự tôi cho là nó vẫn còn thiếu. Nhưng đối với một huấn luyện viên, đối với một cầu thủ chịu học hỏi thì không có gì là muộn cả. Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng, câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai, câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp ra quân tại vòng 2 bảng A giải bóng đá tập huấn chuyên cấp lần thứ nhất. Yeah.
thầy thì luôn chỉ ra những cái điểm mạnh, điểm yếu để cho các em nhìn vào đó mà ấy, nhìn vào đó mà noi theo. Với lại thầy cũng ra sân, thầy cũng thị phạm được cho mấy em rõ hơn về trong cái chiến thuật. Anh Bình từng là một cầu thủ của Đồng Tháp rất thành công. Thì cái thời gian thi đấu anh Bình còn thi đấu thì là Đồng Tháp rất cái máu lửa và quyết liệt. Thì anh Bình cũng đem cái tinh thần thời xưa truyền vào cho anh em, thì anh em nhìn thấy cái lịch sử vẻ vang đó thì noi theo để thi quyết liệt. Thì hiện tại anh em cũng đang noi theo rất tốt. Trên ban huấn luyện đá bóng năm nay thì thành phần các anh em là từng là cựu cầu thủ của Đồng Tháp, trưởng thành từ bóng đá Đồng Tháp nên rất thuận lợi trong việc anh em trao đổi đóng góp thông qua để mà mong sao là kết quả anh em gắn kết nhau, đoàn kết để mà sớm hoàn thành mục tiêu. Với cái ban huấn luyện mà Bình đang làm việc thì rõ ràng là những trợ lý của Bình toàn là những cầu thủ cũng như là người Đồng Tháp cũng đã từng gắn bó với bóng đá Đồng Tháp, và Bình tin rằng là các thầy, các anh em trong ban huấn luyện sẽ làm việc một cách hết mình và làm việc một cách vì cái tâm của bóng đá Đồng Tháp để vượt dậy. Và Bình tin ở một điều là đã trải qua mùa thứ hai mình làm việc với các cộng sự, với các trợ lý rồi, nên mình nghĩ là mỗi một năm chúng ta sẽ có nhiều cái tiến bộ hơn và mỗi một năm sẽ đặt những cái mục tiêu nó sẽ cao hơn. Thực sự nếu mà cá nhân tôi đấy thì tôi mong muốn anh Bình có một cái chuyên gia hoặc là một cái cố vấn tên tuổi đứng đằng sau lưng ảnh để chỉ ra cho ảnh những cái, bởi vì bước vào cái môi trường bóng đá mà để mà lên chuyên nghiệp nó hàng loạt những cái vấn đề rắc rối nảy sinh mà có lẽ một huấn luyện viên trẻ làm bóng đá cộng đồng chưa hiểu hết được vấn đề. Bình nghĩ để trở thành một huấn luyện viên nổi tiếng và một huấn luyện viên có thành tích thực sự không đơn giản, rất là không đơn giản. Tại vì trong một trận đấu thì chúng ta sẽ có 22 cầu thủ, mỗi một đội sẽ có 11 cầu thủ, nhưng chỉ có 2 huấn luyện viên thôi. Rõ ràng là nó như vậy. Mà để trở thành một huấn luyện viên giỏi, để trở thành một huấn luyện viên có thành tích thì hoàn toàn rất là khó. Bởi vậy Bình rất là trân trọng, Bình rất là nể phục những anh đàn anh lớn hơn mình, những đàn anh ví dụ như anh Đức Thắng hay anh Bình Đức, thậm chí là một số những anh khác thế hệ lớn hơn mình, họ đã trở thành những huấn luyện viên giỏi, có thể gọi là những huấn luyện viên giỏi nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Cho nên là Bình luôn hướng đến những cái đó để mà mình phấn đấu trong công việc.